Vâng, với một buổi trưa nắng hè như thế này thì việc sở hữu một chiếc xe xấu cũng được, đẹp cũng được các bạn. Vâng, một chiếc xe kim phun xăng điện tử trợ lái dầu luôn nhé, rất đẹp luôn. Mà con này thì giá lại rất là mềm. Bên em vừa về chiếc xe mang biển số 808A04383, biển số tỉnh Vĩnh Phúc. Máy vẫn nổ, còi vẫn kêu, điều hòa vẫn mát, nội thất của xe thì vẫn còn đẹp. Và sơn si bên ngoài thì các bác có thể nhìn thấy ạ. Vâng, một chiếc xe mà con này thì là xe zin nguyên bản luôn, chủ người ta chưa có độ chế gì cả, kính cơ quay tay, vô lăng nhẹ nhàng đấy. Và đây là một chiếc xe Kia CD5 đời 2003, đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2022. Bên em đang bán chiếc xe này với cái giá thì thưa quý vị các bạn chỉ loanh quanh 70 triệu thôi ạ. Vâng, một chiếc Kia CD5 đời 2003 với thiết kế sơn si tôn vỏ của xe thì vẫn còn rất là cứng cáp, và đặc biệt là cái dòng xe này thì rất thích hợp với những ai mà mua về để tập lái ạ, vì đây là một mẫu hatchback rất là nhỏ gọn, đuôi ngắn, không như là những mẫu Prime đuôi dài đấy ạ. Vâng, lốp lát thì căng, và chiếc xe này thì có la răng đúc, các bác có thể nhìn ạ, la răng đúc của chiếc xe là la răng 7 chấu, lốp Michelin dày đấy, sơn si tôn vỏ căng. Nội thất của xe thì các bác có thể để ý cho trong này, nội thất này ghế da vẫn còn tươi đấy, ghế da vẫn còn tươi luôn đấy các bác nhá. À, xe thì rất là cứng, vô lăng 3 chấu, không có tích hợp túi khí an toàn. À, tuy nhiên là đồng hồ hiển thị cơ, đây các bác nhìn này, đồng hồ hiển thị cơ, lăn bánh là 24 vạn, đầu đài đĩa đóm của xe thì đầy đủ, và côn số ngọt, máy gầm thì ngon đấy. Và đây là một chiếc xe 5 chỗ dành cho những bác nào mà tập lái tập đi đó, thì rất là ok luôn. Thời tiết hôm nay khá là nắng nóng, việc sở hữu một chiếc xe giá loanh quanh chỉ bằng con xe máy thôi. Nhưng các bác cứ mua những cái dòng xe này về thì đi là tránh mưa tránh nắng luôn nha các bác. Đấy, và máy thì vẫn nổ, còi vẫn kêu, lốp láp thì vẫn chạy, và tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Giá tiền cho chiếc xe thì như vậy thôi ạ. Và con này thì sản xuất tại Việt Nam, đồ đạc của nó rất là nhiều các bác nhá. Đấy, bên em thì chuyên cung cấp tất cả các cái dòng xe giá rẻ từ 20 triệu cho đến gần 1 tỷ đồng. Nên là các bác thích cái dòng xe nào thì các bác chỉ cần đăng ký kênh, theo dõi xem xe là ok luôn. Và đấy, các bác có thể nhìn ngay từ phần đầu của chiếc xe đấy ạ. Đấy, sơn si đồng đều hết rồi. Còn đâu có những cái chỗ mà nó cũ theo thời gian 5 tháng, xì tút xì tát lại thì các bác cứ yên tâm. Hệ thống đèn của chiếc xe thì cũng đã được làm mới. Và cái này thì đây các bác nhìn này, sau gần 20 năm sử dụng nhưng mà chất xe thì vẫn còn tương đối luôn. Đấy, vâng. Vì đây là một chiếc xe gia đình, một bác cũng đã đứng tuổi, các bác ấy đi. Đấy, tôn vỏ căng nét luôn các bác nhá. Đấy, còn lốp thì chiếc xe này thì là sử dụng lốp Michelin dày luôn. Đấy, lốp 2018 với la răng đúc 7 chấu thể thao. Lốp 165R15, lốp Michelin dày. Đấy, lòng lốp thì đẹp luôn này. Đây các bác nhìn là lòng lốp là xe này. Đấy. Thời tiết hôm nay là khá là nắng nóng luôn. Nên là khi mà review chiếc xe có vấn đề gì thì các bác cứ thông tin điện thoại trực tiếp cho em nhá. Gầm của xe thì vẫn còn sáng luôn. Đấy các bác nhìn này. Con này thì đã được kiểm nghiệm bằng cách đóng cao tốc chạy 120 cây thì vẫn ok và chưa hề có lỗi lầm gì cả. Đấy. Xe chạy cực căng luôn, đóng cao tốc thoải mái luôn nhá. Máy chạy mượt và không hề có lỗi lầm. Lốp Michelin đằng sau cũng thế ạ. Và con này sử dụng vành la răng là 13 inch. Riêng cái quả lốp này thì hôm qua em cũng có nhìn thấy một chiếc xe là bác ấy đã độ mạ vàng, có nghĩa là bác ấy sơn vàng ấy, rất đẹp luôn các bác. Các bác cứ thử, nếu mà bác nào mà mua chiếc xe này về các bác độ lên thì cực kỳ là tuyệt vời. Hệ thống cửa của xe thì là sử dụng kế cửa cơ, và đặc biệt là tappy thì của xe này một cánh luôn. Đây, quay tay đầy đủ nhá, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, kính quay tay nhẹ nhàng. Đấy, keo chỉ thì nó theo thời gian 5 tháng rồi. Cái này thì bình thường thôi các bác. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, keo chỉ đó. Còn nội thất ghế của xe thì các bác cứ nhìn này. Vâng. Chất xe tương đối là cứng luôn. Chủ yếu là máy số gầm mẹ của xe là ngon đấy. Vâng. Đấy, gầm trần. Đó. Nội thất hàng ghế thứ hai đó. Vâng. Vâng. Đây là một dòng xe tập lái giá rẻ đấy. Bác nào mà mua thì các bác cứ chỉ cần bỏ ra khoảng là 4 bác bỏ ra mỗi bác hơn chục thôi là các bác sở hữu ngay chiếc xe này rồi, không cần phải cầu kỳ nhiều. Và sau khi các bác tập đi tập lái rồi thì các bác có thể bán được chiếc xe này với cái giá vô cùng yêu thương luôn, cũng không hề rẻ một chút nào, vì dòng xe này là một dòng xe giữ giá vô cùng. Đấy, hệ thống đèn hậu của xe, tất cả các chi tiết của xe thì vẫn đã được xì tút xì tát rồi nhá, và chủ người ta làm rất là cẩn thận luôn.
Đấy, vì bác ấy đi cũng lâu năm rồi, bây giờ bác có tuổi thì bác ấy để lại thôi, chứ còn cũng không có gì cả. Đấy, các bác nhìn đấy. Cả các cái phần phía gầm của xe vẫn còn đẹp và không hề lỗi lầm. Con này thì máy rất là êm, chạy ngon đấy. Được bảo dưỡng định kỳ đấy, thế nên là xe chạy rất là chất luôn. Các bác nhìn các cái chi tiết của xe đấy ạ. Vâng, rất là cứng. Vâng, cứng sáng sạch. Và đặc biệt là chiếc xe này thì nó đã sử dụng hệ thống kim phun xăng điện tử rồi các bác nhé, chứ không phải là hệ thống đơn bình thường nữa rồi. Đấy, em sẽ mở lắp capo này lên cho các bác cùng xem. Đấy, kim phun xăng điện tử có trợ lái rồi. Đây các bác này, đấy, máy rất là sạch sẽ luôn. Chờ em chống cái nắp capo lên cái, sau đó thì ta sẽ cùng xem. Ở đây phần chống bên này, các bác có thể để ý là đây là khoang động cơ của chiếc xe. Con này sử dụng máy kim phun xăng 1.2, động cơ 4 máy, máy chế hỏa khí. Và đây các bác nhìn này, đấy, máy rất là sạch sẽ luôn nhá. Máy chế hỏa khí, vâng. Còn đầu này, đấy, phanh trước các thứ đầy đủ luôn, có hệ thống lái an toàn. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 cây rồi. Và rất là ít, đi tiết kiệm vô cùng. Dòng xe Kia CD5 là một cái dòng xe rất là lành bền luôn, ắc quy mới, X Pro mới này. Đấy, máy này. Em sẽ để nổ chiếc xe này để cho các bác cùng nghe tiếng máy nhá. Vâng. Ba cái bàn này thì cũng đã cũ theo thời gian rồi. Để đấy, để như vậy rồi mà đề phát lên ngay, máy rất là căng luôn đấy. Và thực sự là máy con này thì rất là êm đấy, máy nổ luôn, máy số êm đấy. Và không hề có hơi thừa nhé các bác nhé. Úi giời, hơi chặt cái nắp này, hơi chặt một chút. Con này thì các bác yên tâm, đảm bảo cho các bác là không hề có hơi thừa, hơi khói gì cả. Vâng, máy rất là êm luôn. Tất cả các hệ thống của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Vô trợ lái dầu các bác nhá, con này trợ lái dầu đầy đủ luôn. Đấy. Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Kia CD5 máy nổ quái kêu, con số ngọt ngào thì mời các bác qua cửa hàng của em Vũ Duy Auto xem xe và thẩm nghiệm ạ. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe thực sự là tuyệt vời tại em Vũ Duy Auto. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.